Chào, thế anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tham với công trình. Nay nói về cặp này nè anh em. Cặp này mình cũng chưa hiểu làm sao. Mở nhớt thì rất là đẹp, nhưng mà cặp này á nó đang bị loạn trên thị trường. Cặp này là của con BC30MR nha. Mở thăm nhớt, nhớt đẹp. Đục cái con ốc coi như hai con ốc muốn tuột con răng. Cái lỗ bắt lục giác á. Rồi ngã lên nè. Mà không riêng đi nữa anh em biết làm sao không? Đục cũng không ra, nó xài cho cái gì đâu mà xếp quá. Nhông thì đẹp, nhông thì khi nào mà mở này để xem được. Rồi xe tròn cái. Con này là lấy 30MR đây. Con này anh em biết sao, cái này là nó sẽ trồng, nó xài chín lỗ nha. Chín lỗ bù lon sexy nè. Chín lỗ bù lon bên sau nè. Khoảng cách của nó là 5 nha, khoảng cách này 5cm. Con đều như nhau hết, còn đẹp lắm. Anh em like cho một like và đăng ký kênh. Anh em cần Phụ Tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Tham với công trình. Số điện thoại là 0907255116 nha. Cái này nó vẫn lắp cho máy 30 được nha anh em. Tất cả máy 30 đều được. Thì sao là cái sexy với bánh sau nó trùng nhau. Anh đều lắp được cho máy 30 hết. Đùi nhông nha nè. Đùi nhông. Cái này của ông anh chia lại nè. Ông anh ông chia lại cho mình. Nên là đồ ổng chuẩn lắm. Đều là đục cái mặt thái coi như là đục cái con ốc để thăm vớt đây. Đục gai quá chừng. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh và bấm cái chuông nha. Anh em mua Phụ Tùng trên này thì đều có giảm giá nha anh em. Những video của mình đều về sự giảm giá từ 10 cho đến 20%. Thank you anh em đã theo dõi lúc này nha. Cảm ơn rất nhiều.